Và em cưa luôn bằng cái cưa này, một cái cành cây vú sữa này của nhà em cho các bác nhà mình tham khảo nhé. Đó, các bác này, vài giây em đã có thể cưa được một cành này, mà không cần phải điểm tì gì luôn nha các bác nhé. Rất là ok luôn, sắc ngọt. Đó, các bác tham khảo nhá. Ok, ok. Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các bác đam mê và yêu thích làm vườn, đam mê và yêu thích bonsai nhá. Thì hôm nay một cái sản phẩm mà em muốn gửi đến cho các bác, để các bác nào mà các bác yêu bonsai, yêu cây cảnh, các bác yêu làm vườn, các bác đều có thể tham khảo được. Và em cũng sẽ thực hiện test thử luôn trên cái cây bồng bonsai này của nhà em, cái cây mít cảnh của nhà em nha các bác nhá. Nói nhầm lại vào cây bồng. Đây là một cái cưa mà nhà em đã dùng rồi. Em vừa đập hộp xong thì em sẽ bỏ ra để test thử về cái độ sắc ngọt của nó. Còn trước khi đi test thì em cũng xin được nói một chút về cách thức giao dịch của bên em. Đó chính là bên em thì nhận ship hàng CD toàn quốc. Nhận hàng các bác kiểm tra đúng sản phẩm, đúng mẫu mã như thế này thì các bác mới phải thanh toán cho bên nhà em. Và các bác nhận hàng thì sẽ được đựng trong một cái vỏ nhựa như thế này. Đó. Tay cầm nó là tay cầm màu đỏ. Ở trên này in chữ top này. Trên này in hết chữ top luôn. Vào đây, bỏ ra để giới thiệu cho các bác luôn nhá. Đây là cái chốt đóng mở của nó này. Nếu mà các bác mở lưỡi cưa ra thì các bác cụp cái này xuống cho em nhá, để giữ chắc vào đây, nó không bị trượt đi nhá. Và cái lưỡi thép mà được làm nên cái cưa này, nó là lưỡi thép SK5. SK5 đúc nguyên khối nha các bác nhá. Đảm bảo là hàng rất là dày dặn. Đây, lưỡi rất là khỏe nhá. Các bác nhìn này, Nó sáng cực kỳ là sáng luôn. Lưỡi nhọn hoắt này, lưỡi nhọn dày và đều. Ở trên cái lưỡi cưa này nó được in chữ Chen Long này, top, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở bên Đài Loan, hàng made in Taiwan. Tay cầm là tay cầm màu đỏ này, tay cầm nhựa màu đỏ. Đó, những đường vân này, khi mà các bác cầm ấy, nó mà mỏi tay quá thì các bác có cái này các bác tì vào thì nó sẽ đỡ mỏi hơn. Và các bác mà không dùng nữa thì các bác có thể gập lại như thế này cho em. Và gập lại thì chiều dài của nó chỉ còn 16mm thôi. 16mm tương đương với 16cm. Đấy, nó chỉ một gang tay thôi các bác ạ. Các bác có thể đút vào túi này, nó cũng rất là tiện, mang đi nó nhỏ gọn. Và gập lại như thế này thì rất là không tránh cái trường hợp nguy hiểm ấy. Còn về cái cưa này thì nếu mà các bác sử dụng 3-5 năm mà nó bị mòn cái lưỡi cưa này thì các bác có thể thay thế một cái lưỡi cưa khác vào nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đi test thử luôn ở trên cái cành mít này nhà em nhá. Đây, em sẽ cưa luôn cái cành này. Mục đích hôm nay em ngồi ở chỗ này là để em thực hiện cưa luôn cái cành này để cho các bác nhà mình được tham khảo. Và các bác nhìn nhá, cái cành này chưa có một vết cưa nào luôn này. Bây giờ em cưa nhá. Này, sắp đi rồi các bác ạ. Đấy, các bác thấy không? Đây, vết cưa đây. Cành mít này này còn khô nữa, rất chi là dai. Thế mà cái cưa này cắt, cắt một phát là đi luôn các bác ạ. Đấy, vừa rồi thì em cũng thực hiện một cái cành to này. Các bác nhìn cái đường kính của nó này, đường kính của cái cành này cũng rất là to. Nhưng mà, và em cũng di thêm mấy cái nữa. Nhưng mà các bác nhìn này, lưỡi cưa không bị sứt mẻ một tí nào luôn. Như thế nào, em vừa quảng cáo như thế nào thì bây giờ nó vẫn y nguyên như thế. Nó không bị sứt mẻ một tí nào cả các bác ạ. Đấy, một cái cưa chắc khỏe như thế này, hàng của Đài Loan mà giá chỉ có 250.000. Đấy là miễn phí cước rồi, 250.000 một cái thôi nhá các bác nhá. Nếu mà các bác nào mà các bác chơi bonsai, chơi cây cảnh thì em nghĩ là các bác nên sắm một cái em cưa này. Bởi vì là nó khá là tiện lợi và khá là sắc ngọt luôn. Và các bác nào mà các bác đang cập nhật được cái video này của em ấy, các bác muốn sở hữu cái em cưa này thì các bác cứ alo trực tiếp đến cho em qua cái số điện thoại em để ở phần tiêu đề, hoặc các bác để lại số điện thoại ở phần bình luận nhé. Em sẽ trực tiếp gọi điện để tư vấn và chốt đơn cho các bác. Và bây giờ một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.